vị khán giả, tình trạng kết bạn làm quen rồi lừa bán người sang nước ngoài không còn mới, từng được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đến nay sự việc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có thể thấy là những mối quan hệ qua mạng xã hội nếu không được tìm hiểu kỹ thì hoàn toàn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Phóng sự ngay sau đây sẽ một lần nữa phản ánh thực trạng đáng báo động này. Giờ hỏi vợ, lừa 5 cô gái bán sang nước ngoài. Yêu qua mạng, nữ sinh viên bị lừa bán sang nước ngoài. Đăng tin tuyển nhân viên việc nhẹ lương cao trên mạng, lừa bán nạn nhân qua nước ngoài. Và còn hàng loạt thủ đoạn, chiêu trò mà các đối tượng lừa đảo sử dụng. Trong đó, không thể không kể đến việc những đối tượng này lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn làm quen, tìm kiếm người yêu hay giới thiệu việc làm. Người dân, đặc biệt là phụ nữ, nếu nhẹ dạ cả tin, rất dễ trở thành nạn nhân của những vụ bóc lột tình dục, hôn nhân trái pháp luật, thậm chí là bóc lột sức lao động ở nước ngoài. Trường hợp cụ thể là vào tháng 7 năm 2018 tại Đắk Lắk, HH Bekrong tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng nhân viên trên Facebook được đăng trên tài khoản có tên Xuân Tiên, nên kết bạn dò hỏi thông tin. Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng, HH Bekrong cùng với HD đã đi gặp người chủ tài khoản trên để trao đổi cụ thể về công việc, và rồi cả hai đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Trường hợp trên không phải là duy nhất. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, có vô số vụ lừa đảo buôn người qua mạng xã hội, mà nguyên nhân xuất phát từ những cuộc tán gẫu trên mạng giữa nạn nhân với người lạ. Và phần lớn nạn nhân của những vụ việc này là phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức xã hội cũng như pháp luật còn hạn chế. Mạng xã hội là tốt, nhưng mà cái người sử dụng mạng xã hội có những người tốt, có những người xấu. Và cái nhóm lừa đảo thì nó thường rất có kinh nghiệm lừa đảo trên mạng xã hội. Thế còn mạng xã hội đã đến với những người lạc hậu, không có trình độ xử lý, thì chính cái mạng xã hội là dẫn họ vào sự đau khổ mà họ không biết. Thì bọn lừa đảo nó săn cái đối tượng để nó lừa đảo, thì nó thấy cái tâm lý trên lại thì khó khăn như vậy, thì bao giờ nó cũng bắt đầu bằng sự hứa hẹn, tôi có thể giúp được bạn, rồi vân vân. Thì cái này là cái nhóm bị lừa đảo nhiều nhất bằng mạng. Cũng theo các chuyên gia tâm lý, mỗi khi có tâm trạng buồn hoặc gặp chuyện không may trong tình cảm, nhiều người, đặc biệt là nữ giới, thường trở nên yếu đuối. Khi đó đang cô đơn mà gặp những lời chào, bắt chuyện làm quen từ bất kỳ ai, dù chưa từng quen biết, thì họ vẫn mở lòng trò chuyện như là cách để tìm niềm vui. Nắm bắt tâm lý đó, các đối tượng xấu càng dễ dàng dùng những lời ngon ngọt để chiêu dụ nạn nhân. Theo thống kê của Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng, tình trạng tội phạm mua bán người xảy ra trên cả nước. Từ năm 2011 đến năm 2017, các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện xử lý đối với 2.748 vụ mua bán người với 4.110 đối tượng. Số người đã bị mua bán là 5.984 người. Trung bình một năm có 900 người bị mua bán. Trong số đó, có không ít người là nạn nhân của việc làm quen qua mạng xã hội. Quen người qua mạng thì việc đầu tiên là xem ảnh. Khi xem ảnh nó gửi lên thì bây giờ có điện thoại rất là vui. Bạn đang đứng ở đâu? Nói chuyện rất vui. Thì nó đứng đầu đấy thì bảo bạn có thể chiếu cho tôi xem bạn đang đứng ở đâu không? Hai nữa là sau khi kiểm tra tất cả qua mạng rồi thì phải có cái một cuộc hẹn gặp. Mà cuộc hẹn gặp như vậy thì nhớ là không bao giờ đi một mình. Nhất định là phải có mấy người và thông báo trước là khi gặp bạn như vậy thì chúng ta gặp ở đâu? Một mình với một kẻ nào đấy. Thì các cô gái nhớ là cần có một cái nhóm, nên trong tình yêu hiện đại người ta bảo cần nhóm bạn chọn cho mình người yêu. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tệ nạn buôn người của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác. Những người trẻ, nhất là giới nữ, cần coi đó là những bài học kinh nghiệm. Đừng tin những lời hứa sẽ tặng quà cho tiền từ người lạ trên mạng, để rồi phải tiền mất tật mang.